Top những thanh lò xo nặng nhất thế giới mà đến tài K3 và Hiếu Khổng Lồ cũng phải bó tay. Top 3 Thất Long Đao 420kg được kết hợp từ 7 thanh lò xo 60kg mới tinh không tì vết. Vì vậy không có gì bất ngờ khi mà nó mang lại một cảm giác bất lực tới tột độ cho người vẽ. Top 2 Quỷ Long Đao 955kg. Tuy mang trong mình một hình dáng xấu xí và có phần đơn giản, nhưng này được đúc và chế tạo từ những thanh thép tốt nhất tại đất, vì vậy nó không bao giờ bị hỏng. Top 1 Thần Long Đao 9999kg.